Ở đây mới lên đồ con lắc mà. Với lại lắc lên, anh lên đồ đơn giản lắm. Google chấm công để làm cái gì? Đẹp ơi, anh đẹp ơi, chửi em anh đẹp ơi, anh đẹp ơi, anh đẹp, anh đẹp, anh Google đẹp. không thật, Bỏ không khổn, thật gọi cái gì gì nữa, anh đạt ghi ghi thẳng cho em mấy cái độ cần lên luôn đi. đúng lắm ghi sẵn luôn à, lười Ê biếng em vậy, ơi. lười biếng vậy. Ai rồi? Để coi làm gì đây, hỏa khuẩn súng lột Lên tiền bằng vậy tí nha. thất tư rồi Tiền cái gì bằng. nữa, Tiền quyền nó trưởng phép em mà anh không, ơi, đừng có lên tiền bằng. tiền nó phép quên 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 quên. Điên hả, cái lộn gì ấy. áo chàng hát quan đi, áo chàng hát quan đi. Ok. Ê. Rẽ cái lòn Từ đi chú. em chưa có mua đồ. Hay vậy, 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 hay vậy. mèo cào á. Ok. Em này không có ron xuất sắc hả? Đúng rồi, có phải có ron xuất sắc chứ không có Không, cái đây không có. Cho mày không Chơi có, cho trên mày đâu, không chơi có. trên đâu không có Không, kéo vào ron xuất đây, sắc kéo vào đây nè. Kéo hộp. Rồi, ăn rồi. Ngày sương gió quân À, nào xe lúc rui chưa sát thủ. thân anh mà đi. Em ok, đã hiểu. Chưa nào chưa chán. Chưa nào chưa chán. Chưa ra chưa chơi Chơi một Ê Quy sao vậy hả? Sao quá. Sao quá, sao quá. Cái mồ hết hết đang đang trong trong quá tải, quá tải, quá tải. Máu chi sao vậy? Gì vậy? Không, có chiêu để chạy mà. Có chiêu để chạy à. chứ. Hay, chơi luôn được á, chơi luôn được, chơi luôn được. Làm chậm. Làm chậm. Hay vậy, trời ơi, cái mục tiêu hay vậy. Làm chậm. Bài dây, bài dây. Hay vậy. Đó em chơi ra. Ồ quá khó khó một rồi. team một một team toàn đấu sĩ, một team toàn là Thôi. khó. Vừa vô rồi. Đó không. Ai gọi. Không có nào luôn. Cùng lên như cái dài vậy. Đạp bé như cái lũ đít. Khó. Hay vậy? Rồi, đeo tao, đeo tao. Không sao, không sao, em kẻ, em kẻ, em kẻ rồi. Ấy ạ. Lần đầu đấu sĩ nhỉ. Rồi. Hết mà nào, hết mà nào, hết mà nào, hết mà nào. Khó. Hết mà nào, hết mà nào. Hết kẻ rồi, hết kẻ rồi. Không có rồi. Ủa cái gì vậy? Không có rồi, không có chơi được. Cái lúc nào chơi cách tung cũng vậy á. Mẹ chi con Rumble là anh đâu có biết chơi mấy đâu. Oh shit. Gì vậy vô. Ôi khó, khó vậy, khó vậy. Hay. Hay. À, đúng rồi. Cái nữa, hai. Đù, lên chết đâu ra lên lên sẵn rồi, lên sẵn lên rồi. Lên gì à, chứ anh? Lên lên gì à? Giờ chưa, giờ chưa. Từ lên full đấu sĩ nhá. Ông lên sát thủ đầu cái team kia, tôi lên sát thủ tôi bị dồn chết đấy. What the fuck? Ây da, sao kéo vậy? Sao kéo vậy? Cứ này giỡn, cứ này giỡn, Không, em vô, giấu ấy, em giấu. Ây da, kéo nguồn, kéo nguồn, Ây kéo da, nguồn, kéo da, nguồn. da. À.
Gambate. À cái đi. Chết mẹ. Kẻ sai rồi, kẻ sai rồi. Ủa. Ủa. Gì vậy? Ôi trời ơi, trời ơi. Oh shit. Mẹ. Oh wow, trúng tôi rồi. Không được đang thua anh. Khó, chạy đây, khó rồi. Ngày trường quá. Đúng kéo hụt quá nhiều á. Hay. Quá hay. Hay quá nè. Ôi màu. Làm chậm nè, đó, mọi người làm gì đây? Phải làm chậm nè, phải làm chậm nè. Rồi tại chỗ làm rồi. Chậm đó, tôi chậm nhất có thể rồi đó. Thấy không? Trói nè, trói đèn. Làm đi. Tôi như xe đùa đâu đây? Tôi còn không biết nữa. Xe đùa, xe đùa, xe đùa, xe đùa, xe đùa, xe đùa. Ta hay là chẳng sao mình chọn một mạnh, cho chọn tướng mẹ cho rồi đi. Đây, chọn tướng thì báo không? Có thể chọn tướng thì có báo không? Không, cũng được. Cho dọn tướng cũng được. Ok. Em Văn Bát mới chơi cho mấy cũng không là lạ sao em nhận Văn Bát chơi, đúng rồi, không? Rồi. Game sao? Ok. Nó có cái app nào mà kiểu cho ra gai trai tướng đi lỡ lộn. Không biết. Là sao? Chắc cũng có nhưng mà là sao? Ấy dạ, được rồi. Lỡ. Nhìn em cũng vậy. Lỡ. Không, em bị dồn quá nhiều. Này. Hai nè. Hai này, kéo được nhanh rồi. Oh shit, chết rồi. Ê, xong em lên cái gì nữa anh? À, anh Đạt nhắn hồi nãy lên cái gì ta? Khoảng khoảng. Quay đó mới flash. Súng lục. Vũ. Má ồ cái. Ồ rồi. Hai. Nice. Đối màu. Đối màu. What the fuck? Ok. Anh tưởng hả? Ôi. 206 combat. Cái này nè, đâu rồi? Quá. Ok. Đối màu. Trời ơi. Ôi vậy nhỏ 42 phút rồi trời. Đói màu. Đói chân rồi. Đi nói cho em nó sắp lại rồi. Đói màu. Từ từ xin luôn rồi. Đó. Hay rồi. Trở xin luôn rồi. Đói màu. Trói này, đó. Hay. Đói màu. À, không sao, không có gì đâu. Gì hai bốn con già. Giờ lấy cái Thôi đi rồi. Đói màu, chuẩn bị đói màu. Nhân sắp chết rồi, nhân sắp chết rồi. Ê, hỗ trợ, đây. Ok. Dạ đi đã. Ở dưới còn. Đây, xuống dưới nè. Sao có ông Tây nè. Bụi. Ở đây, đây nè. Không có trong bụi đâu. Ui. Dạ. Anh đói màu. Ôi khó rồi, chạy. Yeah, anh được rồi. Yeah. Ơ, đồ gì nữa ta? Đi xem. Má, anh Baron đang lao vô người em. Đang lao vô. Em đang chạy bắt bắt đứng gần anh Baron. Nhưng Baron không hỏi nào kế bên con mẹ nó. Đù.
Ai dữ thật. Nó 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 kêu này ảo vậy. Ai lại nu vậy? Nu quá, nu kêu này ảo vậy. Hả? 2222. Tôi dù đang chết vào đó thôi. Đồ dữ trời. Khổng thần. Ở quá tình phố. Khổng thần. Khổng thần. Có đánh được tay đôi không mà lưng cẩn thận đấy. Khổng thần. Không biết là em đang có đánh được tay đôi không. Khổng thần. Khổng thần. Oh shit. Oh shit. Mẹ gì đâu em mua đắt quá. Mẹ ăn nước quê. Khổng thần. Ý là em không thấy được cái chiêu á. Nó đắt quá, tôi không thấy người hôn. Khổng thần. Khổng thần. Dạ, yeah, cái này khó rồi. Ai được xuất thân của này vậy? Khó vậy? Dạ, yeah, yeah, có. À, dạ, yeah, được rồi. Về yeah, đéo được, về yeah, đéo được, về đéo được. Morning, 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 morning. Mình xin giáp thẳng hai cái rồi mới được ra. Gần rồi. Để chuột, tưởng tượng là em đi. Cái gì? Khó. Fucking run, fucking run. Đổi màu. Con người làm gì mà đứng giọng dữ vậy? Mình đổi màu. Không thần ghê, không thần ghê. Bông. Anh kìa, trời ơi, đánh hùng một cái rồi. Đánh hùng một cái rồi. Rồi, trời ơi. Đánh hùng một cái rồi. Mọi người làm gì mà để thằng Nhân giận dữ gì vậy? Nhân giận dữ thì tao không cũng... biết chơi là bạn Nhân ngủ tao chơi lợi là. Ê, tao đéo ngủ mày nha. Mấy ông già này ngủ tao vô chơi lợi là để đúng hiếp tao. Ờ Nhân, ông chết chạy rồi. Mẹ mày chưa? Mẹ nó cứ giật cái gì, khó chịu quá. Mẹ nó cứ giật. Ủa Nhân vậy mày mày vẫn còn yêu trước rồi nha. Đừng hỏi, tao đang câu. Dạ, câu hả em Nhân? Dạ. Để anh bú cô em nha. What the fuck. Anh bú cô em nha. Dạ, con cá kìa. Hết cá. Cá chết rồi, cá chết. Dạ, đam tới giới hạn rồi, chắc là phải lên cái gì đó trân châu. Đâu. Đam anh là lay mạnh phải trước giới hạn đéo. Đâu đâu đi. Riêu. Thế anh lên đầm hồ cát đi. Làm cái gì? Hồ cát. Vô hả? Dạ. À không, lên full đam trước đi, Chúa đi lên đầu đầu. Riêu bố. Hay là này 54 đâu đâu nãy tới nè, tới nè anh đâu ơi. Ừ đúng rồi, tới giữa ở giữa đúng rồi nhé. Nãy rồi nãy rồi thôi là cái này rồi. Mũ phù thủy ok phù thủy. Sao này là sao lại lên cái giáp ấy? Giáp nào? Cái giáp bên trái rồi còn mất. Em lên gì? Ôi ô, em lên gì? Lao cái mẹ, nhanh lên. Lên giáp đó không biết hộp, không máu sợ, hộp máu sợ. Lao cái lồm. Ôi, cá sô lông nào, ôi. Oh wow. Ôi, lô đam. Cẩn thận nhiều quá vậy. Em kia đang combo xuống ngủ rồi. Em vô rồi, 54 hay sao? Dính liền.
Một người đi. 50-50. Nó xanh nâu kẹt rồi, không thích đồng hay vậy ta. Ê, vừa nói xong luôn là vừa nói xong luôn là hai chữ hùng hết nha. Đừng, đừng. Vừa nói xong luôn là hai chữ hùng hết luôn, cái thùng á. Thầy, thầy ai đây không? Mọi người ơi, thầy, thầy ai đây không? Thầy, thầy, thầy. Thầy ai đây không mọi người? Con cá kìa. Ôi trời ơi. Hay vậy. Ôi màu. Dưới luôn, dưới luôn, dưới luôn nữa. Ai dám vô quá. Biến dục. Không trời luôn. Chân ơi, tôi không đủ đam, tôi tàn tanh rồi. Giết rồi. Ai da tại ồ. Đam xe ru, đam xe ru. Anh lên đây lại đi. Đứng động luôn vậy. Ôi. Ông đứng bên ngoài á, anh kiểu anh hắc xì xe ru cái xe ru chứ. Chọn mẹ đánh luôn. Hắc xì xe ru là sao nữa? Thổi lửa đó. Ấy có chuyện gì ngồi ngoài lử. Ê từ từ. À chưa hả. Nhân làm hết nè. Ồ anh Vũ. Vũ ở rờ đâu Vũ đánh... Đúng rồi rờ đâu. Chờ này nhá. Tạm biệt Vũ. Không ai cứ được đi rồi. Là đi là ông Vũ chỉ cần đánh một người đủ 5 stack xong rồi làm hết rồi. Cứ ham ham đánh với thằng cái món gì. Mà trong khi team bạn ai cũng mấy món rồi. Thôi, qua bên coi Valo. Mẹ. Rồi, R không tới tầm. R không tới tầm. Cỡ 5 stack nhớ nha, 5 stack nha. Oh, hơi xa. Chôn rồi. Tập biến. Warning. Ừ, hay, đúng rồi. Warning. Quay tiếp, quay đúp. Warning. Hay nhờ. Lội ra mắt rồi. warning. Ok bé ơi. Solo. Chết đâu á. Trời luôn chết rồi. Má nhìn bị đốt. Bị cơ à. Không sao thường thôi, đánh thường thôi. Hai. Vậy đó. Mạnh nhất chết rồi, người mạnh nhất chết rồi. Đây, mấy con bé nè. Creep nhiều lắm, Phải creep đi, farm creep. Này. Câu này đầu hai viên đéo chết địch con mẹ nó. Nè mới nghe nè anh lên chỗ đó làm gì anh chưa mới mồi đi nè đồng hồ riu phản tác nè anh nuôi em solo lên cây mạnh nhất anh không thích cái mảnh cái máu này nuôi đâu em lên gì em lên cái gì anh em lên nuôi nè nuôi Anh nói rồi. Mày ngu. Mình bắt lên đồ gì mạnh ấy nha. À. Ở trong mày không biết chừng nào giết được. Thôi không giết được đi. Xoáy xe luôn. Đang cung mèo đâu rồi. Cái bông tuyết này dính tôi luôn này. Tuyệt vời luôn. Sao kích hoạt được cái quy của em? Cái đất kia em mong chờ vậy một con Direct full. Cái lộn con hả lộn? Dạ, full sĩ. Ê, bây giờ đấy, rồi, làm hết đi. Đánh thường quy, đất. Đánh thường quy, đất. Đánh thường gạt. Đánh thường hả? Ê sao bên kia châu em hỏi thấy là sao em ném chiêu nếu có viên đạn rồi vậy? Lên giảm đường hỏi, mày không lên giảm đốt theo máu. Đừng hỏi, không biết nữa. Cứ không biết tại sao. Không biết tại sao nữa. Quỳ xuống mày. Mày nước mắt. Rồi xong của mẹ rồi đó.
đang đéo có tóc biến, đang đéo có mẹ vậy. Tôi nghĩ thư. Anh này thả cái G, cái mấy thằng kia hắc xì chết hết rồi. Hay da, hụt rồi, hụt. Mà anh này thả G hụt. Hay vậy. Thôi lên gì nữa. Kiểu hay có vậy. Mày đừng có từng kiểu hay có gì. Quá điên. Qua liền. Quá dạ. Ra cái con. Ây da. Mày chậm nó vậy. Không đủ đam luôn. Mấy phải anh chồng mình anh ông này kéo hụt chứ. Seru đau lưng lắm rồi. Tôi ấy không phải là do ông nu dở mà do Seru quá hay. Seru hợp viết nhất tên về trên tay. Seru mệt mỏi. Seru quá mệt mỏi. Seru gánh tim. Seru quá mệt mỏi. Seru giận dữ say cú. Đéo hiểu Halloween chứ em. Bà sao vẫn mua cái giáp đó là sao? Cái giáp ấy à? Cái giáp anh mua trên đồ bột đồ hoa. Thế hả? Ừ, quyền chế cần gì? Đánh lâu dài. Có liếu tim nó 2-3 con sát thủ. Có điện. Nè. Anh nhìn đồ của con cá chưa? Thì anh đốt máu rồi gì đỡ, nó còn làm cái đám. Quá điện. Oh shit. Đó, anh... Đánh đồ. Nè, nó. Cái này được mà. Ồ. Dây theo sát thương nè, do, được. Nè, yeah, em phân tích nha. Nè, anh bấm rồi. Em bấm rồi lại. Bỏ dây, giao cho tranh tướng địch sẽ gây 2% sát thương tối đa 8%, để sức mạnh tối đa 10% hút máu tầng phần. Anh có chiều nào hút máu? Cứ đánh anh vô rồi. Hút máu, không được hút máu. What the fuck? Anh bỏ lấy cái stat kia hành sát thương thôi. Chọn lên đó, chọn đi cái này nè. Sát thương thì anh cho thêm lên cái ngọn lửa hắc hóa. Rồi. Là cái trượng cái gì đó. Bỏ tối gì mà. Đâu mà. Hả? Ừ, một cái đó, tại phiên bản ba người giống máu giấy mà. Đánh đeo rồi. Dạ đây. Em bắt rồi, em bắt rồi đó. Oh shit. À, anh vô chiến rồi. Chiến dậy, từ từ. Tao vô. Rồi, xong bỏ mẹ mình rồi. Chưa đâu bé ơi. Tại đủ đang quái đâu. Phải tập không lại. Thì đóng gờ, thả gờ chứ. Thôi anh thấy gà hụt mé cái gì. Không hô. Chưa rồi. Chưa đi rồi. Chôn rồi. Nghe chôn anh chân ơi. Chôn thấy gà hụt không. Con này rơi khó mà. Từng dùng kỹ thuật hành học đi anh. Anh đã làm cái anh không làm được. Fuck. Mà họ chắc đáp được không sao. Hy vọng là vậy. Ra. Nè, giờ không vú chỉ cần lao lên cái thắng nè, đảm bảo. À không gì nè. Level 9. Chu. Rồi thải gọi đi chân lên thải gờ đẹp giùm em. Trời ơi, rồi xấu. Đồng hồ. Đớp. Quá điên. Rồi. Hết rồi. Yes sir. Cái lồi đấy. Yes sir. Thấy cái đồng hồ lợi hại không? Quá lợi hại luôn. Đồng hồ quá mạnh. Hết máu rồi. Ủa cái nhà lính. Ủa coi cái thời gian hồi nhà lính là ở đâu vậy anh Chuông? Hay là nó hồi ngẫu nhiên? Nó hồi theo 2 phút 30 giây. À, cái đó, cái đó chỉ có em tự đếm mà chứ đâu biết được. Không biết coi đâu. Rồi, đếm 1% mà. Giờ đến mình còn 3 phút lận chưa thôi. What the fuck? Lâu vậy. Nhà lại xài áp à. Nhà lớn lên anh chưa mới vô nổ mà. Chắc xài áp rồi, chắc cơ anh. Ma xài chắc cơ gì rồi. Professor. Cơ hay biết. Professor. Thả gờ đi, thắng. Trời thả gờ là thắng. Cái đu ừ đúng rồi, lao lên là giết siêu, lao lên giết siêu. Đâu rồi lâu. Nè, anh này hụt chạy rồi. Mà bỏ đi anh nè.
rồi. Ấy, sao thôi, bỏ đi. Ấy da, trời ơi, đúng rồi ta. Ấy da, đang có đang ra lại bảo hòa rồi gì á. Khó quá vậy ta, Rengan, khó quá vậy. Rengan ra đúng ra. Làm gì Rengan ra? Cái gì? Tôi lên tanh, tôi đã bài đó, tôi đầu, tôi chơi đấu sĩ. Tôi nhắc từ đầu rồi, không phải là bây giờ đâu nhá. Và rồi sau em này cũng lên mẹ tăng luôn, đéo có nào. Làm gì level 1? Làm gì level 1? Asimov ơi. Asimov không chết. À, Asimov chết rồi. Má thằng Nhân chơi game đánh nhà, hàng may. Quá đã. Không phải đánh nhà chứ mày. Chứ bây giờ để lâu. Trời ơi, vậy là... Ý là có thể đánh được trước luôn á. Twitch Ari, nào để em coi. Twitch Ari, tên gọi luôn gờ gờ, không à, endgame à. Endgame. Sao endgame? No, là endgame. Endgame á. Hai con lao vào một con Twitch, hai tàn hình bắn chết cha hai mày. Một con Vladimir đầu game yếu thế bà, sao chơi? Modder chưa kịp giáp nữa, con Ari với con Z thách sĩ cái chứ. Quyền năng bất diệt. Thách sĩ cái bụt. Ủa? Lỗi ngọc rồi mà. Cái gì? Thôi kệ đi. Anh chừng lời coi, cố lên anh. Đổi ngọc rồi mà, sao nó quên ấn luôn. Đừng lo, sau này có gì anh... Lại á, thèm mít game á, anh cố cầm cự lâu trước khi bị hắc xì cái chứ. Cái này là lấy game nha. Rồi, đưa vô quân, đưa vô quân. Rồi, team phải kiến tạo. Âm nu kìa. Cái đi. Hạt ai xét. Đã đánh được á. À, hồi đùa. Cái da. Cái này lùi hết rồi. Ủa hãy có thể là cái team này thì về đó nó bắt đầu lại đó kiểu hắc xì cái chết rồi. Osami ra có mana không? Ủa là sao? Hỏi câu khó trả lời vậy? Hỏi câu khó trả lời đấy. Còn không? Ây da. Tèm ngu quá. Bụi. Bụi á, ok. Bụi có. Đó, bụi có, bụi gai. Ôi, ngon. Chịu được.
Cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội về nhà mua cái súng lục lô đen nha. Để em chưa có cơ hội mua đồ. Ủa, ok. Ok. Bây giờ em mới chết. Hay. Hay quá nè. Quá đã. Có. Không muốn. Chỉ lên clear thôi. Vậy? Lên clear thôi. Tại sao nữa? Tại sao? Mày chỉ lên clear thôi. Anh ăn quá. Người chơi bli crack. Hay vậy. What the fuck? Vừa về cắn máu, vừa về cắn máu mọi người ơi. Em cần máu. Đánh cái chân nè. Đánh cái chân. Giờ đây văn bắt đầu. Nhanh văn bắt đầu. Nhanh văn bắt đầu. Rồi rồi. Cá dính chuột cái gì á? Kéo cả dính chuột á. Muốn hay hơn là cho nhân đổi màu. Oh shit, cái gì vậy? Sao nóng quá vậy? Ôi trời ơi, phục súc quá vậy. Vũ ơi, thôi anh Vũ ơi. Đừng có giết thằng bạn em, tội nó anh Vũ ơi. Đừng có giết em, Vũ ơi. Kẻ si mẫu rồi. Lắp không mất. Wow, cái gì đấy à? Sao không cả? Combo của con vũ làm gửi thì ok nha, không thì thôi. Không thì cứ cơ bản đơn giản thôi. Cái gì em? Có. Có người quá. Ai sẽ vượt qua ngạc cưu. Thầy mình bắt đầu. Thầy dính đen nuôi. Come in baby. Khó. Hỗ trợ em. Dễ kìa. Ây da. Quả đó vào đẹp quá. Chết nhặt béo rồi. Hay. Em hết chiêu rồi. Chịu rồi. Ê đâu còn có kỳ sức em đâu. Em hết chiêu rồi. Kỳ sức này nè. Hộ em ơi.
sao con đó được là win? Không phải đâu, không phải đâu. Không phải đâu, không phải đâu. Phải đâu, phải đâu, không phải đâu. Không phải đâu, không phải đâu. Không phải đâu, phải đâu, không phải đâu. Không phải đâu, phải đâu, không phải đâu. Không phải đâu, phải đâu, phải đâu. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Phải đâu. Ê, TP, 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 TP à. Khó vậy. Ai. Khó vậy. Không có xuyên dép nữa. Nè, con này là khó nhất nè. Chọc dép luôn. Lên xong tí. Hai anh em môn đệ liền đi chung nhau chứ. À, hai anh em được giang chứ. Ờ, hai anh em môn đệ luôn. Combo vô đây rồi. Mang vậy. Cái đi mẹ mày. Cái gì vậy anh ơi. Mấy cái quan trọng thì chỉ thấy anh đu mới ngục chứ. Từ từ đã thấy, đã thấy, đã thấy. Anh ơi. Nè con này nè. Ôi 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 ôi. Si phân. Ôi mà mày nữa. À đó giúp anh đùi. Đùa quá giúp anh đùi. Anh đùi đùa. Đùa quá đập điếu. Đánh nó trên đéo lui về luôn mà. Em đùi đập điếu có đam chứ. Trời ơi em đùi đánh có đam mà vô đánh cũng đéo có đam. Ngộ quá. Ngộ quá. Không biết anh Vũ chọn sai nền nhân minh đúng không ta? Chọn nó có sai nền nhân minh đúng không ta? Nhân mất công ty rồi nhá. Còn một cái ước nữa. Ủa vậy? Vậy là chắc nhận là mất rồi đó. Ok. Ấy đủ quá. Lát. Whoa. À cái chú nhốt vô anh nào á. Cái chú nhốt nhốt này, cái chú nhốt này. Khó. Nhốt anh làm gì? Cái chú nhốt anh này xong mày bị sơ ru càng. Khó. Sao? Mày làm sao nhỉ? Có làm gì có đam đâu. Ừ, có lại có giáp. Không giáp cái súng này. Nhảy chứ em làm gì nữa. Cái điện đâu rồi. Ngưng lên, ngưng tắt lên tôi ơi. Tên súng này tắt đi. Em nhảy chứ em làm gì nữa. Món đồ kho. Không thể bỏ, không thể bỏ. Anh thu lưu xuống tắt làng đấy. Qua đó là đồ kho, đồ kho. Phải là thực tế thôi, phải chấm dứt để có tiền không? Có. Uh-huh. Trời ơi cái gì vậy? Để làm gì vậy? Để làm gì vậy? Ngon quá. Ôi trời ơi, một kiệt anh em. Chết tới trời. Còn mấy phao quan trọng anh đâu kéo con này lại hụt vậy. Đi sắp hồi rồi, một xíu. Lý. Má, tự nhiên cái dồn hết ông ty xong rồi thằng Vũ lại ông ty luôn, để làm gì nữa. Dồn hết đồ, dồn hết đồ chơi vào nó luôn rồi. Bộ ty tôi hồi nhanh à. Ê cái rung hệ. Đớp. Ôi chết mẹ này. Chạy. Bỏ ghê. Bỏ ròn yếu quá.
Thì tại là chưa hết rồi. Chưa rồi mà. Quá là giả thu à. Em phải lên chiếc dép đâu. Em phải lên chiếc dép để chứng minh mà. Em đang lên này không thấy nhỉ. Cả cái này. Bên trong hai cái đó thì ôi chị chị. Đã thua đâu ông ơi chị chị. Đúng ngồi vô đáng là chân lê chơi game cái mình hách thị cái chết. Ôi đánh gà cha. Đánh gà cha kìa. Ủa nó không thích cái. Đánh hết anh lại gần cái đó. Nói đúng nghĩa bích tướng vậy. Nói tên kia hách thị cái chết rồi. Má có chắc là anh này đánh được con bức răng không vậy. Trốn rồi. Em nói rồi, chơi đánh mấy con gì đơn giản hiệu quả được rồi. Trốn rồi, trời ơi. Trời ơi. Đánh cho đã nó góc vô chứ. Ý thua chứ. Rồi anh thấy, rồi đi. Con đủ tầm đâu. Ui dì hấp cho bóng tiếc bồ. Con phải được cái lớp jet của nó à. Cái lớp jet của xe của anh. Oh wow. Chưa. Má thuận. Thuận tay lắm rồi đó. Tụi đặc kiên. Thuận tay quá. Thuận tay ghê. Thuận tay ghê. Mấy con thuận tay quá này là chắc chắn là không ăn được team bên kia. Nó là không. Mấy cái con nó kiểu nó chơi nhiều như thế này. Đó anh chung lê hát xị cái chết này. Ok. Wow. Ok. Trời ơi. Trời ơi còn lên cái này nữa. Bế đồ rồi. Bế đồ rồi. Ê, what the fuck, từ. Được. Đừng nói đừng lên hết steel. Order Caster chắc là xong, PCL là xong, PCL là xong. Order Caster là xong. PCL là xong. Ôi, hai bóng tuyết thì được tình chứ. Mười giây chụp nhà chính, mười giây giữ. Mười giây chụp nhà nhỏ. Mười giây nhỏ. Tôi không có nhà xong mà. Ông này khó dữ lắm á. Bị xe ra xong. Cho lắm. Bây giờ nhỏ ra rồi. Má. Đúng là ai gây dễ chứng tôi sẽ yêu. Con cá. Xe lá thốt, bị xe lá thốt. Oh shit. Trời ơi, anh vô ông mắt nạ. Cái mặt nạ chi vậy? Nè, nè đây. Cái mặt nạ, đố bài. Mặt nạ bị khó hiểu. Đố bài, đố ông Đạt hả? Ờ, đúng xác. PCS lắm không? Ba thằng chủ lực kia tăng sát thủ không? Thủ anh em. À, khó quá. Khó thì có chú. Trời. Ừ. Ủa, cái chú. Ây da. Còn bây giờ lại không có bắt được. Ủa dữ con. Ủa dữ con. Có dữ. Ây da cái gì. Dạ. Trời ơi trời. Ây da. Bỏ đi. Bỏ đi. Đừng có bán. Ừ. Sẽ làm bán. It's cook. Let him cook bố. Quay lại bán cầu đi. Hẹn tái hết đi. Tên ngu mốt làm gì? Gì vậy qua hót để tao chơi thôi. Tao đâu hồi vũ đâu. Ngu mốt dùng. Dùng để hồi máu thì xa. Anh vũ có tư thù gì. Giao tranh chỉ căng thẳng. Cái gì vậy? Đó này là ngu mốt giữa game nó được rồi. Ghi nó cho đã xong rồi kết quả vẫn bị nó giết ngược. Biết mẹ mày. Bỏ đi em cứ nghe anh còn em không. Tay hết nhau rồi. Nhiều quá không? Trời đi, trời đi. Rồi, em game rồi. Yeah, em game rồi. Tôi rất khỏe chưa được. Quá. Khó quá. Nãy giờ cứ bấm E, nếu có E cứ bấm E hoài luôn. Tại vì nếu có lướt vô được. Lướt vô lớn xong, lướt tới lướt lướt tới nhân chứ. Khó quá. Khó quá. Anh Vũ ơi, anh Vũ nè, bắt em đi anh Vũ, bắt em đi. Chi chi. Victory. Nó lửa ha. Nhiệt đang đốt qua.
cứu tao vậy? Rốt cuộc là cái tem này thì em nên lên tăng hay là lên đam? Lên đồ đi. Lên tăng đi. Cầm mồm đi, mày biết cái nào. Mày lên tăng hả? Đấu sĩ đi. Đấu sĩ đi. À, lên tăng hả? Vậy lên cái gì đầu tiên hả anh đẹp? Cái chó gì? Ủa anh chứng ủa lên cái đó để thuê lính hả? Lính này xong rồi anh sẽ lên thêm cái này. Cái súng lục phật. Lên cái gì đầu tiên anh đẹp? Alo em coi lại. Chưa thiết kế với chị. Lên này xong lên này. Chưa. Gì? À anh lên thiết kế mà. Mình đang lên thiết kế chứ chị lên móc câu đấy. Móc câu à? Đùa. Đùa, what the fuck đùa. Đùa. Mày hài nha. Đùa. Cái gì mà chơi game ba kiệt sức thế này? Ba kiệt sức. Ba kiệt sức đâu? Ba kiệt sức đâu? Ba kiệt sức đâu? Ba kiệt sức đâu? Ba kiệt sức vậy? Ba kiệt sức nhầm. Ba kiệt sức vậy? Ba kiệt sức nó vậy? Một việc đúng không? Chơi game bắt kiệt sức. Dạ. Hồ ba. Chạy đi. Trời, lấy cái này không phải sao? Ông nụ biết chơi bè béo không vậy? Bè béo. Đúp là hình như là nước tung nha, quy là để nước nha. Quy nước, đúp là nước tung đúng rồi. Đó còn bé. Mà thua rồi, chẳng thua. Lá rồi. Thêm con vít to rồi, bỏ mẹ không? Cào đi. Không có bò, tim này. Ôi, chết. Như bị năng meta gì đây? No. Ủa đúp con này dùng như nào? Để em vú cho nó. Trốn rồi. Cái đúp của em là chỉ mục tiêu á. Chọn mục tiêu xong rồi nếu mà mục tiêu nó còn đứng trong cái vòng đó thì nó sẽ bị chói. Không có cái dây em, có cái dây. Rồi, nó có cái dây á. Dạ. Rồi là đem cường hóa nha. Lên làm gì vậy? Giết kìa, khi nào anh cái e của anh có giúp anh hồi máu nha anh nu, nhưng mà càng nhiều đứa thì anh hồi máu càng nhiều. Nó cũng trâu lên nữa. Mình phải thử đúng rồi đó, đúng rồi đó, đánh tăng cho mọi trận này lên con này. Ồ, thì có thể là trận này thắng hay không mà do ông Akka đấy, đừng để ý rồi. Khó chịu liền. Chờ luôn. Khó chịu liền. Chờ luôn anh. Ờ. Hey, what the fuck? No. What the fuck? What the? Không được đem rồi. Mình nói ông mà ông kêu lấy không phải ông. Không bỏ đó. Cái gì? Bỏ đó. Vậy. Hả? Anh chạy. Không. Ai nói? Ơ. Chứ luôn. Em chạy. Ờ hỏi. Hết mà nè. Đó, được rồi, mà cầm cái này có vẻ sai à nè. Cũng được vậy đó. Anh đau vô giết một người xong hồi máu được rồi. Lát hồi chắc phải lên thêm cái xong món này cho lên cái mắt á. Ờ nhưng biết chưa vô không nè. Quý rồi đánh thường bóng tuyết vô hả. Đánh thường Wow, nó chơi đánh thử. Cái R lập cho gì? Vãi liền nhưng mẹ mày lên hết tiêu. Mày mà lên tam hợp kiếm là... Không là tăng rồi. Rồi lên cái nào. Cố lên đâu rồi. Mày lên tăng mà cái năng kiếm. Thì bởi vậy. Mày giữ cho kiếm thường máu được rồi. Rồi. Ok. Mình đã cố tình biên mấy cái rồi mà. Chờ anh nung về thôi mà.
cũng được nhưng mà ta khó tách, hơi khó tách đây. Cái lỗi vậy. Mày cái đéo vậy. Rồi luôn, rồi luôn. Mày mày cái đéo. Có người tham chuẩn là xong, có người tham chuẩn là xong. Ủa sao ông vú cái lỗi vậy? Vú là. Mày mày cái đéo vậy. Ông Aksha là ai ta? Quên. Em. À Baron đúng hiểu, em Baron đúng. Bài cái đéo vậy. Thì lớn kìa. Ơi đánh nhớ, đánh nhớ nữa. Đấp 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 đấp. Đấp 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 đấp. Ấy, hồi tên rồi, hồi tên rồi. Welcome back, welcome back. 5 giây có U nha, 5 giây có U nha. À, thôi đừng 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 đừng. Hãy xuống. Hãy xuống. Thôi Đúng rồi, thắng ngày bại giờ, thắng ngày bại giờ Aksan. Thì Aksan chỉ cần đứng sau, đứng sau đầu luôn. Này, Hồ Sơn. Ui. Trời ơi, ông Baron thấy dạ. Cái người chết của mày đó, đéo người chết thôi. Đây xong bây giờ lên cái gì? Mẹ ơi, em nghĩ là em nên. Ơi sao đừng lên, đừng lên, đừng lên nó mất anh, nó mất thứ. Ủa? 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 Lên mấy cái gì mà lên cái gì vậy? Không biết hả? Trận này cuối game là chỉ cần anh Chiên Lê, OT vô, Siru. Hai ba người kia OT vô xong ngủ. Anh OT vô anh Đạt cũng được. Không, hắc xì. Hắc xì cái chết rồi, hắc xì cái chết, yên tâm. Hắc xì cái chết. OT vô anh Đạt cũng được. Cho anh đạt bảy. Hay. Vô rồi. Ơ kìa, ơ gì vậy? Ôi, nguyên cái công ty tao đụng luôn. À, nguyên cái công ty. Mở e theo chí. Nhưng... gì đấy nha? Em đã biết. Một nhiệm nó, nhiệm nó từ từ. Một nhiệm nó, nhiệm nó. Anh này bảo kim mà lên nhưng mà giáp gì mới được. Ồ, ha, vô, giết, giết, đấp, đấp, quy, hồi. Quy. Ui, tao biến kìa, tao biến tao lắm. Ừ, biến, ừ, rồi sao? Actually, bắt đầu khó chơi game này, sao chứ? Giống kiểu một trận trả thù. Trả thù. Lô tôi mô. Trả thù. Ở chừng là chết á. Ô, có đấy. Làm em. Trả thù. Thành chó mà phá đèn, nó dành cục áo của em kìa. Đó. Không cách chấp niệm đi em. Thành chó mà nó dành cục áo, khó chịu vô cùng. Mà ơi. Sao ông nu lên thì mình đánh chậm thiệt. Đánh đi, đánh đi, đánh thường, đánh thường. Kiệt sức lộn người rồi. Kiệt sức vô cái cửa lốt. Cái lòng quá. Thì sớm à. Trời ơi, kiệt sức dài luôn rồi hả? Vô kìa. Không bao nhiêu không bán đồ. Cái kiệt sức cái gà lúc cái sữa. Người ta game bị thắng thua do anh Kim Lê. Từ từ hả? Ý là à, đây là cái lon gì? Em kêu một kịp đó mà. Em còn máu buồn luôn. Trời này con gấu. Sao không thể con gấu chưa? Thấy, giết, đánh, thấy. Ở đây.
Gà clean hết đi anh, gà giết hai thằng một nữa. Mình đất nè. Content đấy gì? Giết luôn, giết hai thằng luôn. Luôn anh. Thằng kia mình cứ đánh. Xảy rồi lên. Anh đúng rồi. Ôi lại chết. Con bị mụn tiếng Việt mạnh. Con chết. Bắt chết con mẹ rồi. Anh nè, mù tiếng Việt con. Cái R là anh tiến hóa lên, tiến hóa tăng máu, tăng đam, tăng tụt lưng hết đấy. Đó chưa mình biết, chưa mình bắt lưng á. Mẹ mày nói gì tao? Không dạ, không chứ rồi, anh game mà sao? Đi ngay gì mình. Anh game rồi, anh đâu? Thắng thua vô anh chưa được xong. Đạt ký tụi gờ đi ông Nu, gờ đi lên bố anh không nam nhục chiêu phục mẹ đánh thường bông tuyết literally not turn quy vô thằng Nhân sao chạy được trời ơi cái gì là một người thường chúng ta cũng đều thấy đều biết đó là một con clone. Wow. Còn đúng rồi, mặc vô tường ấy. Sao đứng rồi? Nhưng mà giờ đứng vô sớm đợi thì anh thí tìm. Anh thí tìm thế nào? Đam cô đi. Đam bằng không luôn á. What the fuck? Anh Dương ơi, thí tìm đi. Tại sao mà con tăng cơ này chính mạng lạ vậy? Hỏi tao có 18 hạng hỗ trợ, tao còn gì nữa? Tao là tăng cơ, ý tao nói là tại sao tao là tăng cơ đấy, tao phải ít mạng chứ. Cái em. Sao hỏi lại? Trời mọi cái bát chứ. Cái em. Đó là em. Má giờ tìm hắc xì cái chứ. Hắc xì. Gờ. Trời ơi cái này. Trời nghe có đạt. Cái này vô nghĩa quá cha. Đó hát xì. Nó kêu hát xì cái chứ. Vô nghĩa phải luôn. Vô nghĩa phải luôn. Anh có đủ chưa để chạy mà anh chân lấy. Tóc biến gờ. Quá chật tiệt. Và anh lựa chọn quýnh thường. Đánh thường. Đối mà. Đánh thường. Đối mà đã. Leo này thì tài mong ông Nu bọc đầu rồi xong. Ông Nu bọc đầu là win. Any bị lên đồ sai từ đầu. Không chắc Any nhẹ. Nó bọc đầu. Thôi gờ đi anh ơi vô đi. Rồi xong shadow của anh á. Đó đánh thường. Thì cái chứ. Trời ơi kỳ xuất sớm hơn được không? Tao thì sớm chứ ai. Mẹ. Anh gì. Đâu gặp chú đâu. Kỳ vọng của mình rồi. Má mình cũng điên chú vô đạo. Khó. Nên em không nên nói ra lúc lúc rồi. Gì? Wow, toàn thua. Yeah, cái tầm tài đua. Hưởng. Con vào, hưởng. Đừng nói gì hết. Tôi không có lỗi, cả tay team Will.
anh giờ không ai nói gì cả, chỉ có em đạt là... chỉ có đạt em thấy... thôi chỉ có đạt thôi không tướng mình biết đây cầm này hả? Là đạo hả? Là tiền quê Bill thằng hao biết sao vậy? Ai nhầm bản rồi, không sao em ơi. No worry, no worry. Em sẽ làm game này nó dễ hơn, mà là khó hơn ở đâu luôn. Anh đủ. Tôi là người cá anh đi. Em ơi, chút bụi. Hai em, hai em. Thằng ấy thiêu đốt luôn. Lần đó nhầm đầu ngón tay đó. Ủa. Ai đó đánh con Ragaz đang làm. Ủa Nami là phép hả? Tha đủ lâu quá trời không biết. Ừ. Máu giùm mẹ. Rồi, cảm ơn anh Nu luôn. Phép nó. Dạ. Nhân ngất bụi lão rồi. Cảm ơn, cảm ơn anh luôn về thông tin đó. Giờ em đã biết à, giờ em đã biết thằng là nhân đất bụi. Đó rồi. Ây da. Hết chiêu rồi, hết chiêu rồi. Nói cho chiêu hụt bài ta, mình tệ quá. Cả. Tụi né chim dữ vậy. Vâng, và em vẫn nếu biết là cái con brand của em lên cái gì trước nên em sẽ lên đại cái hỏa khuẩn. Đúng rồi, hỏa khuẩn đúng rồi. Chào. Phải đủ đâm giết tao đây. Đấm nó, ừ. Hay. Ủa lụm nó sao mình là cái bị lụm lại. Cũng giết được đứa. Đây mày tặng lâu tớp không à? Đấy. Đạt quá mạnh. Hay là chúng ta lùi lại một tí rồi không á? Má thằng Mỹ nó dí anh đi cô tới chết luôn cơ. Tôi cũng chết rồi. Tưởng của nó vậy. Tất cả đây làm cho cái hạch của tao. Cái hạch của anh là gì? Là tao cho thêm tao xanh, tao không cần xanh đúng không? Anh dễ chưa em? Nhưng mà
là xanh dữ chưa? Tại vì em là Nami mà. Là xanh rồi đó. Đúng rồi. Tao Nami mà mình nghĩ là mong trời. Ai anh được. À. Trời ơi. Đi rồi. Đắc thế. Cũng phi kêu hồi nha. Đắc thế. Đéo được ăn luôn. Ờ, ăn nhầm luôn. Hai trò chiêu mà đó. Mình trò chiêu tới quá. Biết rỉa không nhân? Trời ơi. Mày biết rỉa không nhân? Mày biết rỉa không nhân? Mày biết rỉa. Không bây giờ lên cái gì nữa. Ai ai đó biết, ai đó cũng biết chị em lên đi. Anh Chuông ơi. Trời. Kỹ em. Rồi cũng chết thôi. Rồi sao không kéo ra đây? Cái thùng ở đây rồi mà. Thằng mít mà cách mày muốn đánh đọt đánh nhau với tao muốn mít được mày coi chừng tao. Sao tao lên đồ cách chế mày. Team em kìa, có anh Đạt cũng hay chơi brand kìa. Nhắn anh Đạt có chết được đâu, anh Đạt công bát mà. Mà em nhưng mà anh Đạt không team em mà. Nhưng mà anh Chu không công bát. Ở chưa? Có hiểu cái tinh thần chưa vậy? Từ từ tinh thần á, kệ em. Không em lay hết. Ăn cục máu anh Đạt ơi. Ăn cục máu kìa. Rồi, nhắn cái 1 triệu năm sau anh Đạt mới nhắn lại là mặt nạ. Họ khuẩn nè. Không. Hài quá lâu. Tao cho mày hai cái thức tung luôn. Nãy giờ cứ để cho Seru được bắn. Vô, lẹ. Đi đúng rồi, đi cách Seru. Hay hay cái lồ mà Andrew ơi, em bảo là canh Seru. Nhưng mà vấn đề là tại sao canh Seru xong để hình thành không có chết bụi giùm em vậy. Mày có biết là tao vào nãy giờ không? Vậy tao biết hình thành nãy giờ trong bụi. Ui. Tao đóng gọi tao hút Seru tao vô bụi mà. Nó hay vậy trời. Này hay à. Hay á. Hay á. Hay vậy nè. Hay lắm nha. Hay lắm nha. Mày biết tao hút Seru rồi bây giờ trong bụi tao đứng chung với thằng. Seru. À hay. À hay nha ơi. Nó cũng hay. Thằng con chắc này hay vậy. Phải thành hay vậy hay là những cách nào của thành vô vậy? Má thằng Mỹ. Cúc. Thằng Mỹ kho cúc mày. Hay nhân ơi, hay. Cảm ơn mấy anh đồ thuốc hay quá. Hay nhân. Nút Tero vô bụi rồi, quá mày hay. Còn đứng đó 2 ngày sau. Chết. Chết kìa. Chết kìa. Thằng anh ấy lại đi lao dạo với em mà. Hai nhân ơi, hai nhân ơi, mày đâu rồi? Chết mẹ ơi. À, hay lắm rồi. Hello. Hai nhân ơi, hai. Cấm rồi. Hai. Cấm rồi. Đứng nhầm rồi. Đứng nhầm tì đánh, đánh với anh luôn hả? Ngầu quá ha. Không lừa được rồi. Hay anh Nô. Đủ mẹ anh Nô. Anh Nô ơi, lùi anh Nô ơi. Mày nhân ơi. Mày lùi, mày bỏ bại. Con, em biết làm cái lộn gì. Con của em còn béo quá chị. Con của em có chạy mà. Con có hoảng khoảng trước làm cái lộn gì. Con em có chạy mà, hoảng hơn đúng rồi mà. Con em có chạy. Nó lên hoảng khoảng trước. Nó lên hoảng khoảng trước. Đúng rồi, con đây lên hoảng khoảng đúng rồi. Lên mặt nạ. Con đây lên hoảng khoảng giờ nó mới lên rồi.
Công đây lên hỏa phần đúng rồi. Em vừa trả lên trao anh ơi, xe đu tí lấy đánh con quý thú. Trời ơi. Tao ra thích lên bạc. Anh lạc thích cũ rồi, tao đi về đây. Trời đồ đánh tinh thần rồi. Có biết gì không? Thì bỏ đây bắt trụ luôn rồi, là gan lắm luôn đó. Anh ơi, đánh hộp là đủ chết rồi. Tao biết. Mỹ trong bụi. Đừng có kéo á. À mày có rồi. Xe ốc lồ rồi. Đường cất, đừng có đúng sớm, đừng có đúng sớm. Mày còn sao? Để công. Tớ sợ bây giờ anh đẹp có mít không, anh đẹp chửi anh đùi liên tục. Anh này có mít mà, nhưng mà anh này không dám mở thôi. Anh này sợ nhà đó. Anh này tốn là có mít rồi đó, mà anh này không mở nè. Ừ, qua anh tao cũng dạ? Ra gách, mà ừ, anh này mua mít lâu rồi mà, anh này không mở thôi. Hả? Anh này lúc nào cũng có mít hết đó. Nè. Tao cản lính quá thiệt mẹ. Tự nhiên cái gọi nhân trần cứ bị kỳ trì. Nhân trần. Ok, chương trần ơi. Ok, nhân trần. Ok, chương trần. That's a good man. Đi con mày cho nha. Sủa. Mất rồi. Ừ, sao thì anh bế là anh chấp nhận anh mất rồi chứ cái gì nữa. Cái gì nữa, anh bế là anh chấp nhận anh mất rồi mà. Má anh nu, anh nu chửi em sao anh nu đứng yên, anh nu không thèm thủ lính luôn mà. Để cho nha. Á, à, mày nói cho em nhân à. Đây, anh Nico béo rồi. Má à, mình dùng đòn dễ néo quá ta. Chó nhân. Wow, hai thùng quá rồi. Không có ý nghĩa gì cả. Thằng mid nó đang me em. Mid nó cũng me tao. À me em mà chết. Không còn tới thằng mid đâu em ơi em ơi. Là vì không ai đỡ cho không ai đỡ cho em hết á. Mọi người chạy hết rồi. Em là con phép, em chịu nha. Không giỏi chơi phép. Chống bắn nó không cảm thấy nghe không qua. Chống bắn thì chống bắn bay rồi. Kêu rồi không có cảm thấy nghe không qua rồi. Trời thôi. Thôi ai đó thấy cho em làm cái quả qua ra luôn đi.
Đù. Kiểu. Thủ lĩnh đi, Minasan. Thủ lộn, em mẹ đi. Từ chối luôn mà, từ chối luôn mà. Má nói chuyện nó chút xíu đó trong họng thôi mà đụ có ai mà nghe thằng chó đẻ ơi, đụ má mít lên nhà thằng lộn, đụ má cái... Mẹ nghe, biết hiểu sao. Ông qua sao hỏi là con slot không? Xong. Không phải. Mẹ tôi sẽ lên cho mình, đó là một cây. À. À. À ok, hiểu rồi, nhớ lại chiêu rồi. Tập ơi, what the fuck, đánh em ơi, lên quýnh nè. Đồ con ơi, team này quýnh về được luôn. À, mấy xúc giật nè. Rồi, kéo hộp rồi. À, chính giật phương hướng nào. À, em nói dở em không do đâu, em nén em đi về. À em lấy cho miếng về, quên mất Aram cho miếng về đâu. Đánh được, đánh được. Believe chỉ cần chứ anh kéo dính thôi là đánh được. Đúng rồi, chứ cần là anh kéo dính thôi là đè đại đè đầu nó quýnh đúng không? Chứ anh kéo dính thôi. Đứng sau lính. Chưa con đi chưa. Trời ơi, anh đang đánh cái gì vậy? Mừng á. Đang đánh gì vậy? Kéo thì ăn rồi, không kéo. Có đông quá vậy? Ủa, đếm có đam luôn. Không miếng đam luôn á. Đánh lợi vậy? Đánh lợi. Hello. Đó, menu đánh. Chờ 6 đi. Menu hả? À, order miếng nha. Hai. Ủa ba. Không được ăn lính luôn hả? Báo nhiều người thôi báo. Này, cái mồi cho người. Ô không lên hả? Ô hơi tới hết rồi, quên. Hết một tiền tới. Cái lúc mà câu hỏi nghe rất là đúng quay lại trời ơi vậy. Ủa chết hết rồi, quên. Ủa anh đi, anh quay lại rồi mà. Sao không đánh nữa? Ê, tại tức anh quay lại không đủ người, mình phải đủ 5 thằng đánh mới được, phải không? 4 thằng. Đánh được. Em tại vì em, tại vì anh lên mà. Ê hả, rồi lên nào, chuẩn bị là em mẹ có, em có thể đánh rồi. Ngân, đó là những gì đã diễn ra. Nè, đánh. Cái gì vậy? Chưa. Như nào? Nhào.
Nghèo. Nghèo. Nghèo con lên. Ôi giời ơi. Giết chặt cả lên nhá. Có lên rồi. Đập lao rồi né đi. Ê à. Nào đi. Cái nhìn này mít khó chịu quá muốn đánh đúng không mà thôi anh em yếu máu rồi đánh. Không yếu máu rồi em ơi. Lên lại coi kéo một thằng đi để đập nó. Lao rồi né đi. Anh lại kéo một chiều thôi. Lao rồi né đi. Nào quá. À. Né lao. Nè lao. Nì lao. Nì gà. À từ từ. Lao. Được rồi, tôi đi. Anh hãy chọn những đối tượng ở đây dễ kéo đi anh. Chọn khó quá. Ừ chứ anh, không nói. Chọn đối tượng khó quá. Anh chỉ cần kéo chúng thôi. Anh chỉ cần kéo chúng thôi. Chúng thôi, không cần, không có gì đâu. Ai cái áp chế luôn. Rồi, anh đại thích thì chịu. Nói thì chịu rồi. Chết ơi. Này băng trụ đi đây đi con. Khó dữ vậy, tự nhiên băng trụ vậy. Ê, còn chưa làm cân ba đó. Nãy bố mới dùng đủ quá. Rồi đấy. Hả? Máu đây, máu đây, máu đây, máu đây, máu đây. Từ từ để tí. Dạ, dạ, dạ. Máu tiếp, máu tiếp, máu tiếp, máu tiếp. Để máu đi. Hả? Ở trên anh vẫn còn. Ít quá. Ở trên vẫn còn. Còn. Được, tổng được, ai rồi. Lâm nhân. Thôi cả hai kiểu xin. Em hết mana rồi. Tao hết, à tao có mana đâu hết. Con em có đâu mà hết. Cho anh đạt lên thôi. Ủa lướt vậy rồi sao nữa? Lướt cho ngầu. Trời ơi, tưởng lên đó. Rồi nè, thấy chơi chủ chuyện tới rồi. Trời ơi, ba chuyện chờ làm gì. Cắn vô ơi. Cắn đi, cao đi. Ủa cái nữa trời ơi. Chờ anh đạt làm gì, anh lên rồi đánh đi. Quân em vẫn giữ cái chỉ tiêu đó là sống dai nhưng mà đéo làm cũng cạc gì hết. Ủa chạy nhanh á. Ê xong bây giờ lên cái gì nữa.
lên theo những gì bản năng mà chị bảo. Chọn đây, quyền chọn đây, bảo tố. Quyền chọn đã đến. Má mọi người, mà lên quyền chọn phải ném, ráng kiếm đỡ nhiều. Ok, em sẽ có ném hộp nhiều nhất có thể. Sao anh lên không nói tiếng nào vậy? Thì anh đi lao lên thôi. Lên đã. Lao lên chết rồi tôi. Nhắc đi. Anh đẹp giúp con lính. Đạt cho rồi. Anh phục giúp con lính là sao vậy anh đẹp? Anh đạt cho rồi. Gì vậy? Anh Vũ, what the fuck? Tem này chơi thì tệ nhưng mà không biết chơi lắm. Trời ơi má, anh Đạt tiện tường tiện đường quá, quýnh con theo luôn, mất con theo luôn. Chụp lên anh Trường. Này. Lên. Đi anh đâu? Không vậy. Cá sấu khổng lồ. Chưa rồi, mình tính chưa rồi. Chỉ cần anh Đạt ném dính thôi, chỉ cần anh Đạt phi dính thôi anh Đạt ơi. Anh Đạt chỉ cần kéo dính thôi anh Đạt ơi. Chỉ cần kéo dính thôi. Đúng rồi anh Đạt ơi. Ok địt mẹ, đó là clone anh Đạt ơi. Shit. Đó là clone anh Đạt ơi. Anh Đạt ơi. Anh Đạt ơi. Đó là clone mà anh. Yeah. Không phải clone đó. Không phải cái chó gì. Mẹ mày Trần Cao Nhân. Trần Cao Nhân. Đuối tét đâu uống nước. Em này thiếu 20 ngàn đúng không? À em này thiếu 50 ngàn đúng không? Hình như em này thiếu 50 ngàn tôi. Chỉ cần kéo dính thôi anh Đạt ơi. Chỉ cần kéo dính thôi anh Đạt ơi. Anh Đạt ơi. Ai hả? Ai hả tôi. Em này thiếu 50 ngàn thôi. Trần đã nước đúng không? Xong em lên cái gì tiếp anh Trương? Mũ phù thủy hả? Bro, game này là mua người trước thì chết à? Chết là cái gì? Là cái gì? Ừ, cái này hỏi Đạt đây. Ủa, sao alo xong đi? Ngưng lửa hát dịch hay anh Đạt? Ê, bỏ này nghe thôi đó, you know. Chỉ cần kéo dính thôi anh Đạt ơi. Em dữ nha. Chỉ cần kéo dính thôi anh Đạt ơi. Trời anh chân đây sống. Ôi anh Đạt ơi. Chỉ cần chán được thôi anh Đạt ơi. Cái gì vậy? Sao đó? Chán được xem quy hộp thì nó có. Không cần anh ơi. Anh trời không bắt căng dưới từ từ đang tới. Hay em chung không? Anh bánh chưng. Anh bánh chưng, bánh chưng, anh bánh chưng, bánh chưng, anh bánh chưng, bánh chưng.
tới đây. Đừng có chết, đừng có chết. Ôi, xong. Chạy đi Nhân ơi. Nhân Trần. Thằng Mỹ nó với em. Chạy đi. Má thằng Mỹ ơi. À, mày làm gì biết? Thằng chó Mỹ. Nè, tao thách mày dẫm vô cái bẫy tao luôn á, tao thách mày luôn á Mỹ. Nè, nè, nó dẫm cái bẫy, cái bẫy này. Tao thách mày dẫm á, tao thách mày dẫm, tao thách mày dẫm á, tao thách mày dẫm á. Tao thách mày dẫm á Mỹ ơi. Ủa thằng Mỹ nó không ở trong voi anh ơi. Đúng rồi. Ừ. Nãy giờ em nói là nó chuyện thằng Mỹ đâu rồi. Mỹ nó kêu nó bị lag nữa, nó không có vô trong voi đó ngọ. Mày lớn nha. Mày chết thì không phải tại tôi. Mới kêu nó đánh nhau, đánh nhau mà chết là không phải tại tôi. Anh Trương ơi, anh Đạt ơi, giờ đánh gì nữa? Đạt ơi. Trời ơi. Ủa quá trời 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 trời. Thôi mời mời, con này nè. Con này em cấm anh đại ai cũng được. Nếu mà vô anh đại ai cũng được. em lên cái chuẩn robo rồi anh Trương, hay là lên cái được. Gì cho đam to hơn nữa anh? Được, lên cái nào cũng đam to là... được. Anh Đạt ơi, lên cái gì anh Đạt? Lên cái gì cũng được, lên cái chuẩn robo cũng được, lên robo tỷ cũng được. Tại bên kia không có. Ăn 3T, 3T Trường lên xa, lại luôn xa. Kinh xa nữa. Báo trước luôn rồi đó. Gì vậy? Ném gì vậy? Ném không khí anh ơi. Ôi, tóc đánh của anh Trương nhiều. Ờ, thì ăn lính càng nhiều thì tóc đánh càng to mà. Ăn lính càng nhiều. Thằng kia ta, thằng kia ta ăn lính, ta ăn lính không nãy giờ. Ta ăn lính không nãy giờ. Ôi anh Đạt ơi, em thấy anh Đạt ơi. Ủa, ổng xanh quá vậy. R-E-W. Anh nuôi xanh phải. Còn lại chạy đây. Đúng rồi. Chạy đây. Tại anh chưa có nộ. Anh không có nộ thì cái quy của anh buông nghĩa. A ba chư ba chư a ba chư ba chư a ba chư ba chư a ai cũng bỏ đây nè. Ui chính chính này chút rồi bắt cảm giác rồi. Ui thằng này sâu gì nữa.
thoại. Mới vừa nói. Không anh cứ thôi đi về. Tao đi về đây. Nhiều quá. Em mình trời ăn được máu được vậy em á, anh đánh nữa máu chưa? Nè cũng mới. Phải ăn máu là. Cũng mới ăn cũng mới nè. Không được được. Rồi về đi. Rồi về muốn kiếm rồi. Ăn ba tê ba tê, ăn ba tê ba tê, ăn ba tê ba tê, ăn ba tê ba tê. Đi thêm chương à? Chương chủ tiền chương à? Oh my god, I hear it. Còn quýt tao phay, quýt tao đánh tao quýt trước đúng không? Được. Nói họ cái lộ luôn rồi người ta đi về luôn rồi. Người ta đi về mẹ rồi. Mẹ giống như trung bình phản diện kể ra kế hoạch của mình đấy nha. À đánh cậu không được à? Thôi cậu không phép được đánh nữa. À... chỉ còn anh Đạt làm chán thôi. Chán quá bây giờ bị xoay à, hết chiều tao mời đàn em của tao đâu vô. Quả đấy thì chịu nha anh Đạt, em đang hết chiều. Thì lên đánh ông em còn đầy máu à. Em lên đánh lại khô máu luôn. Là khô luôn á. Là khô luôn á. Khô ở đây là khô luôn á. Qua wow, hồi máu nhiều quá. Để đụng mới hai cục hồi máu để khoan một cái e. Em me là bản thân em thì nhiều, em me lên người khác có xíu. Ơ vô tình. Ơ vô tình ném lao đúng như lúc anh vú nhảy mà. Hai lao dính rồi, hai lao dính rồi. Cái đít. Mau bị sát. Genga hả mày? Vũ Genga. Ê, chưa ai chết bụng như đây hả? Cần người chết, nó đánh nó lao ra đánh lầu thôi. Mà đâu mà dám đứng trong bụi đó là đằng sau của tiền bạn nát à. What the fuck? What the fuck? Hay, ở đi tìm cái này rồi. Quá thực sự là nãy giờ. Con người hơi cục súng, con người hơi cục súng. Chỉ đến cái nhà thôi, con người chỉ đến cái nhà thôi. Con người chỉ đến cái nhà thôi. Hẹn chị em thấy, ủa em ấn đánh vô anh vú mà sao cái